bên nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu về chiếc máy hàn USB 5V 8W. Đây, trên tay mình đây là sản phẩm này. Thì bây giờ mình sẽ bóc vào cho các bạn xem. Bộ sản phẩm này gồm có các linh kiện, gồm các cái thành phần sau. Đó là một cái tay hàn, đó, kích thước khá là nhỏ gọn. Mũi hàn là một mũi nhọn, kích thước chỉ bằng một cái bút của mình đây thôi. Đó. Kèm theo là một cái kệ để tay hàn này, và một chiếc dây USB và có đầu như kiểu rất cắm tai nghe này, để lấy nguồn vào cho máy hàn. Và nhà sản xuất có khuyến mãi thêm một đoạn thiếc này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thực tế cho các bạn xem nhé. Đầu tiên mình cấp nguồn này, thì ở đây mình lấy nguồn từ cục sạc dự phòng của mình, rất là tiện, các bạn có thể mang đi khắp mọi nơi. Đây, cắm nguồn vào. Rồi, đèn sáng. Thì cái máy hàn này có công suất là 8W và cái thời gian nóng lên là khoảng không đến 15 giây nó sẽ nóng lên đến cái nhiệt độ mình có thể bắt đầu thực hiện cái công việc của mình này. Và cái thời gian mà để cái mỏ hàn này nguội cũng không quá 30 giây khi mà mình rút nguồn ra. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo thử nhiệt độ. Ở đây mình có cái máy hàn này, à có cái máy đo nhiệt độ này. Đó. Đây đang là 30 độ. Mình sẽ trừ đi. Thì nhiệt độ là còn rơi vào khoảng từ 350. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành test trên cái PCB đây. Ở đây mình có cái PCB này. Đấy, khá là nhạy. Như các bạn thấy, thiếc chảy rất là đẹp và bóng. Thì cái video giới thiệu về cái máy hàn USB 5V 8W này của nhóm đến đây là kết thúc. Thì với cái máy hàn này, các bạn có thể mang đi theo bên người, bỏ vào ba lô, rất là tiện. Tuy nhỏ nhưng mà có võ. Thì video của nhóm đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.